Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Đấu thầu vàng miếng để giảm chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới. Ngày 19 tháng 4, VOA tiếng Việt loan tin, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đấu thầu vàng miếng sẵn sàng can thiệp biến động thị trường. VOA cho biết, truyền thông Nhà nước Việt Nam dẫn lời đại diện của Ngân hàng Nhà nước cho biết trong buổi họp báo ngày 19 tháng 4 rằng, Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện đấu giá vàng miếng sau hơn một thập kỷ nhằm tìm cách tăng nguồn cung cho thị trường giữa bối cảnh giá vàng tăng cao và đồng tiền mất giá ở mức kỷ lục và sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá biến động bất lợi. Theo đó, VTC News dẫn lời ông Đạo Xuân Tuấn, vụ trưởng vụ quản lý ngoại hối Ngân hàng Nhà nước nói rằng, Ngân hàng Nhà nước đã sản xuất và có sẵn sàng trong kho. Ngay trong chiều nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ thông báo chủ trương đấu thầu đến 15 tổ chức tín dụng, doanh nghiệp là những đơn vị có đủ điều kiện tham gia đấu thầu. Ngân hàng Nhà nước sẽ chuẩn bị các công tác để tiến hành đấu thầu ngay trong thứ Hai ngày 22 tháng 4 tuần tới. Và đây là hình bản tin trên VOA. VOA dẫn mô tả của VN Economy cho hay, biện pháp can thiệp mới được ngân hàng nhà nước đưa ra sau 11 năm kể từ phiên đấu thầu vàng miếng đầu tiên được tổ chức vào năm 2013 giữa bối cảnh tỷ giá và vàng nóng lên. VOA cũng dẫn báo tuổi trẻ, theo đó thông tin ban đầu cho hay sẽ có 16.800 lượng vàng miếng SGC có sẵn trong kho của ngân hàng nhà nước được đem ra đấu thầu với giá tham chiếu đặt cọc là 81,8 triệu đồng cho một lượng. VOA tiếp tục dẫn tin từ một kênh quốc tế cho biết, giá vàng thế giới đã lập một loạt kỷ lục trong năm nay khi căng thẳng ở Trung Đông và cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã củng cố vai trò của kim loại này như một tài sản dự trữ. Tuy nhiên, giá vàng tăng đột biến đã không ngăn cản nhu cầu ở Việt Nam, khiến cho mức chênh lệch giá trong nước so với tỷ giá quốc tế lên tới 15 triệu đồng, tức khoảng 590 đô la cho mỗi lượng vào đầu năm nay. Vẫn theo hãng tin quốc tế này, giá vàng tại Việt Nam đã lên đến mức cao nhất mọi thời đại trong tuần này. Giá vàng được giao dịch ở mức 83,8 triệu đồng, tức khoảng 3.200 đô la mỗi lượng vào ngày 19 tháng 4. Trong khi đó, VOA cho hay VN Economy dẫn lời ông Đạo Minh Tú, phó thống đốc ngân hàng nhà nước, cho rằng Việt Nam đồng đã mất giá đến 4,9% so với đầu năm ở mức đáng quan tâm và cơ quan này sẵn sàng can thiệp nếu biến động tỷ giá bất lợi. Và đây là hình vàng miếng SGC, thương hiệu quốc gia do ngân hàng nhà nước quản lý độc quyền và sẽ được bán đấu giá. Theo VOA, các kênh truyền thông trong nước và quốc tế cho hay, Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 11 tháng 4 đã ra chỉ đạo nóng thúc giục ngân hàng nhà nước thực hiện các bước ổn định thị trường vàng trong nước, xử lý ngay và luôn tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng quốc tế chênh lệch ở mức cao, đảm bảo thị trường vàng hoạt động ổn định, thu hẹp khoảng cách giữa giá vàng trong nước và quốc tế để tránh những diễn biến bất lợi. VOA cũng cho hay, ngoài giải pháp bán vàng miếng qua hình thức đấu thầu để tăng nguồn cung cho thị trường, ngân hàng nhà nước cũng đang gấp rút sử dụng Nghị định 24 đã có từ năm 2012 để quản lý phù hợp thị trường vàng trong tình hình hiện nay. Vẫn theo VOA, báo dân trí dẫn lời ông Đạo Xuân Tuấn nói rằng, chúng tôi đã lấy ý kiến của các bộ ngành và trình lên thủ tướng về chủ trương sửa đổi Nghị định 24 năm 2012 về kinh doanh vàng. Đồng thời, dân trí cho biết thêm, trong thời gian qua, các chuyên gia và các nhà kinh tế Việt Nam cũng đã đánh giá tích cực vai trò của nghị định trong việc chống vàng hóa kinh tế. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế đã chỉ ra rằng việc tổ chức đấu thầu vàng không thể giúp xóa bỏ chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới trong dài hạn. Chỉ có xóa bỏ độc quyền vàng thì mới giải quyết được tận gốc vấn đề này. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Đấu thầu vàng miếng để giảm chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Cứu hay không cứu SCP đều gây ra rủi ro cho hệ thống ngân hàng. Ngày 17 tháng 4, BBC Tiếng Việt có bài, bơm 24 tỷ cứu SCP cuộc giải cứu chưa từng có tiền lệ của Việt Nam. BBC dẫn thông tin độc quyền của một hãng tin quốc tế cho hay, Việt Nam đã tiến hành một cuộc giải cứu chưa từng có đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, viết tắt SCB, hiện đang chìm trong vụ lừa đảo tài chính lớn nhất nước. Theo đó, nguồn tin không nêu danh tính cho hãng tin trên biết, nếu không cho vay, SCB sẽ sụp đổ, nhưng nếu tiếp tục cho vay, kho bạc quốc gia sẽ dần cạn kiệt. Tình huống này được mô tả là chưa từng có do khối lượng tiền mặt khổng lồ 24 tỷ đô la được bơm vào, sự phức tạp của hoạt động, cũng như quy mô thiệt hại hiện tại và nguy cơ tiềm ẩn đối với hệ thống tài chính Việt Nam. Và đây là hình bài trên BBC. Hãng tin quốc tế trên không thể xác định liệu các quan chức khác đang tham gia giám sát ở CB có chung nhận định như trên về tác động đối với kho bạc nhà nước hay không. BBC cho biết nợ công của Việt Nam năm 2023. Ổn định ở mức 37% GDP, trong khi thâm hụt ngân sách tăng nhẹ lên 4,4% GDP. Theo Ngân hàng Nhà nước, dự trữ ngoại hối đạt khoảng 100 tỷ đô la vào cuối năm nay. Vẫn theo BBC, các khoản tiền mặt mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam âm thầm bơm cho scB từ sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt để chi trả cho việc rút tiền mặt ồ ạt của người gửi chiếm tới 5,6% tổng sản lượng kinh tế hàng năm của Việt Nam, hay khoảng 1/4 dự trữ ngoại hối của Việt Nam. Nhưng các khoản bơm này chưa từng được báo chí đưa tin. BBC dẫn một nguồn tin chính thức cho hay, sau khi ngân hàng nhà nước vào cuộc, giám sát OCB, tiền gửi của OCB đã giảm 80%, xuống còn khoảng 6 tỷ đô la vào tháng 12 năm 2023. OCB có thể hết tiền gửi vào giữa năm nay với tốc độ hiện tại và nợ xấu đã tăng lên 97,08% dư nợ tín dụng của OCB tính đến tháng 10. Tuy nhiên, BBC cũng cho biết bất chấp sự hỗ trợ từ ngân hàng nhà nước Tính đến tháng 12 năm 2023, SCB vẫn tiếp tục gặp vấn đề về thanh khoản và đôi khi phải vật lộn để giải quyết các khoản thanh toán đúng hạn khi khách hàng chuyển tiền sang các ngân hàng khác. Điều này ảnh hưởng đến tâm lý khách hàng và tạo ra rủi ro cho toàn bộ hệ thống tài chính ngân hàng. Và đây là hình bà Trương Mỹ Lan bị bắt đã gây ra vụ tháo chạy khỏi ngân hàng SCB của những người gửi tiền. BBC dẫn bình luận của hãng tin quốc tế cho rằng ngành ngân hàng Việt Nam đang phải đối mặt với rủi ro ngày càng cao do tình trạng bất ổn kéo dài trong lĩnh vực bất động sản. Việc tri cứu trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực tài chính là một phần trong chiến dịch đốt lò của chính quyền, đã gây ra cuộc khủng hoảng bất động sản, đè nặng lên nền kinh tế và phủ bóng lên triển vọng của các ngân hàng. BBC dẫn truyền thông quốc danh cho biết, Ngân hàng nhà nước và chính phủ Việt Nam đã nhiều lần tìm kiếm sự giúp đỡ cho SCB từ khu vực tư nhân, đặc biệt là kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài, dù quy định hiện hành có giới hạn trần 30% về tổng sở hữu nước ngoài trong các ngân hàng Việt Nam. Cuối năm ngoái, ngân hàng nhà nước đã giao cho công ty bất động sản tư nhân Sinroc xây dựng kế hoạch tái cơ cấu SCB. Tuy nhiên, hãng tin quốc tế không thể xác định liệu kế hoạch của Sinroc có được thông qua hay không. Vẫn theo BBC, bất kỳ kế hoạch tái cơ cấu nào cũng sẽ xoay quanh việc đánh giá tài sản bất động sản mà bà Lan và các công ty của bà sử dụng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay. Nhưng tình trạng pháp lý của những tài sản đó thường không rõ ràng vì nhiều tài sản vẫn đang chờ cấp phép, trong khi một số tài sản khác vi phạm các quy định về đất công hoặc giấy phép xây dựng. Một số tài sản bao gồm bất động sản có giá trị nằm tại các quận cao cấp ở Sài Gòn, nhưng phần lớn là những dự án chưa hoàn thiện. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cứu hay không cứu ở CB đều gây ra rủi ro cho hệ thống ngân hàng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.